Lợi nhuận Canon giảm sốc trong quý 1/2019 Canon vừa công bố kết quả tài chính quý đầu tiên của hãng trong năm 2019 và các con số thực sự gây bất ngờ. Theo báo cáo từ Imaging Unit, thương hiệu máy ảnh hàng đầu thế giới có thể sụt giảm tới 81,6% từ các khoản lợi nhuận, cùng với đó là 23% doanh số bán máy ảnh so với quý 1/2018. Cụ thể, lợi nhuận của Canon đã giảm sốc từ 25,7 tỷ yên. 229,8 triệu đô la Mỹ, vào năm ngoái xuống chỉ còn 4,7 tỷ yên, 42 triệu đô la Mỹ. Trong năm này, ấy là chưa kể đến một khoản thâm hụt lên tới 1,9 tỷ yên, 16,9 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận từ các hãng truyền hình và dạp chiếu phim. Sự sụt giảm này từng được cảnh báo trước bởi giám đốc điều hành Canon Fujio Mitarai, khi ông cho rằng thị trường máy ảnh có thể thu hẹp một nửa sau 2 năm và công ty <laughs> nhắc lại rằng sự suy giảm sẽ tiếp diễn do tác động từ thị trường điện thoại thông minh. Thị trường máy ảnh Camera không gương lật là tương lai. Trước sự sụt giảm doanh số trầm trọng, Canon đã xác định rõ mục tiêu của hãng trong tương lai là chuyển đổi từ DSLR sang máy ảnh không gương lật và đặc biệt là các hệ thống ngàm RF. Trong tình cảnh này, chúng tôi sẽ chuyển dần sự tập trung của mình từ máy ảnh DSLR sang máy ảnh không gương lật với mục đích duy trì khả năng cạnh tranh vượt trội của chúng tôi, vốn đã tích lũy trên máy ảnh DSLR. Đại diện của Canon chia sẻ một trong những thí dụ điển hình cho thấy sự thành công của quá trình chuyển đổi này đến từ dòng sản phẩm EOS RP của Canon, mà theo báo cáo là tiếp tục tăng trưởng mạnh, đã cho thấy tương lai của nhóm camera full frame không gương lật. Đa sụt giảm của Canon phản ảnh thực trạng chung của các hãng máy ảnh kỹ thuật số trên toàn thế giới, trong bối cảnh smartphone thắng thế và tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Theo báo cáo từ Hiệp hội các sản phẩm máy ảnh và hình ảnh của Nhật Bản, CIPA doanh số máy ảnh kỹ thuật số toàn cầu sụt giảm 74,1% vào tháng 1 năm 2019 và tiếp tục giảm 69,7% vào tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm tạo ra sự thay đổi, không chỉ Canon, mà cả Nikon cũng đang bắt đầu cho ra mắt những chiếc máy ảnh mirrorless và ống kính mới, có chất lượng cao tương đương máy ảnh DSLR như Z7, Z6. Nguyễn Nguyễn